Ở đâu còn có bánh vậy con? Tiền đâu con mua vậy? Dạ, người ta cho con đó ba. Rồi con có cảm ơn không? Dạ có. Ba ăn đi ba. Ba ăn từ từ thôi. Ba uống nước đi ba. Con ăn đi. Dạ con ăn rồi. Bánh ngon quá. Cả đời ba, đây là lần đầu ba mới ăn được cái bánh ngon vậy á. Mấy ngày nay nhà mình hết gạo rồi, con không có nấu cơm nấu cháo gì cho ba được hết á. Có bánh mì nè, ba ráng ăn nha ba. Ba khỏe bệnh lại nha ba. Ai vậy con? Cái bánh này là con cho em đó. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Con xin lỗi cô. Cô ơi cô. Cô đừng có nói ra chuyện con lấy bánh của cô nha cô. Mấy ngày nay ba con bệnh, nhà con không có gì để ăn hết. Con thương ba, con mới lấy bánh của cô. Con xin lỗi cô. Thôi con đứng lên đi. Cô hiểu rồi. Cô không có nói chuyện này với ai đâu. Nhưng mà con á, con nít không có được ăn cắp như vậy là hư nha chưa. Dạ. Cô không có nhiều. Cô có nhiều đây cho con nè. Không được đâu cô. Con lấy đi. Cô cho con mà. Lấy tiền này đi chợ mua thuốc cho ba nha chưa. Mai mốt không có được làm như vậy nữa. Ai đời đi ăn cắp như vậy là xấu, hiểu không? Dạ. Cảm ơn cô. Ừ, cô hiểu rồi. Nhớ nha, không được ăn cắp nha chưa. Dạ. Có một người bạn ở bên ta, chính là một điều quý giá. Vì tôi thấy lòng ngài sống quá vội vàng, sống quá vô tâm. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ mãi hơn thua dòng đời đôi. Không, thiếu tiền thôi, chừng nào trả. Chú thông cảm đi. Chiều nay có người ta hẹn tới đây, người ta đặt cọc nhà. Tôi lấy cái tiền cọc đó tôi gửi lại cho chú, cho tôi bán đây một bữa thôi nha chú. Bà hứa bao nhiêu lần rồi, chuyện bán nhà là chuyện của bà. Tiền của bà thiếu tôi, bà phải trả. Nói trong ngày hôm nay á, bà đem toàn bỏ bánh mì này ra ngoài đường hết. Chú đừng làm vậy chú. Tôi bán đây 20 năm, chú cho tôi bán đây một bữa nữa thôi nha chú. Nha mấy chú. Quay đâu? Đem toàn bỏ bánh mì này ra ngoài hết. Chú ơi chú. Chú lại chú mà chú. Cho tôi bán một bữa nữa thôi chú. Cô đứng lên đi cô. Nên anh là ai vậy? Không trả tiền, thì xiết nhà thôi. Thiếu tiền thì từ từ trả. Nên anh làm gì dữ vậy? Nói dễ nghe quá ha. Vậy cô có tiền không? Thì trả giùm tôi đi. Trong đây có 100 triệu. Anh cầm. Có danh thiếp của tôi. Cô còn thiếu anh bao nhiêu á thì cứ việc nhắn tin cho tôi cho chuyển khoản cho anh. Mà cô là ai vậy? Tôi là người mua căn nhà này. Cảm ơn cô. Vậy là con trai bán nhà cho cô. Con không mấy cô cho tôi bán hết bữa nay thôi, rồi mai tôi dọn nha cô. Cô muốn bán bao nhiêu ngày cũng được hết á. Là cô cho tôi mướn lại đó. Cô, nhà này vẫn là của cô. Với tiền hồi nãy đó, cô cũng phải cần trả cho con nữa. Cô có thiệt không? Cô là ai mà cô không nhớ con hả?
đừng có nói nha, chị muốn lấy bánh của cô nha con. Ngày nay ba con bệnh, nhà con không có gì để ăn hết. Còn ba, con mới lấy bánh của cô. Cô có nhiêu đây cho con nè. Lấy tiền này đi chợ mua thuốc cho ba, không được ăn cắp nha chưa. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau. Nhờ số tiền của cô mà ba con mới được chữa bệnh. Đây nè, cô nhìn đi, nay con mới được như vậy đó. Bây giờ cô ở đây, cô đừng có lo gì nữa hết á. Nhà này cũng không cần phải bán, rồi tiệm bánh mì này cũng không cần phải dẹp nữa. Cô cứ ở đây bán tới chừng nào cô không muốn bán nữa thì thôi. Cô đừng có làm vậy, người mang ơn cô á phải là con nè. Không thấy lối mịt mờ phía sau, chỉ cần đôi tay chắc tôi nắm lấy, người nào bên tôi yêu thương dẫn lối.